Step ở góc đỏ. Bắt đầu. Đây là một trận đấu hạng cân nam 62kg mọi người đây nha. Bây giờ hai khoa tinh đang tìm cách kiểm soát vùng đầu của đối phương. Pha double leg của Joseph. Pha tách đao thành công của Joseph. Và bây giờ đang giữ full guard. Bây giờ là một single leg của Yuri. Xong rồi tách đao thì hiện tại Yuri đang có 2 điểm dẫn trước. Trong một cuộc chiến su mỗi lần vật ngã thành công thì Ruby sẽ có được 2 điểm. Vẫn đang giành to. Đã là một tách cao của Ruby. Joseph đã chống đỡ thành công. Với xuất thân là một vận động viên freestyle wrestling, Yuri rất nguy hiểm trong những pha vật ngã tách đao. Hiện tại thì Joseph cũng đang có cho mình một điểm lợi thế áp lên tiếp. Trong này cho trận đấu trở về giữa nẵm. Tiếp tục là anh Phan Tinh.